Vận động viên Đinh Văn Bí đã được lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ngãi và huyện Minh Long đến tận sân bay để đón mừng. Đinh Văn Bí lần đầu tiên tham dự SEA Games đã xuất sắc đoạt huy chương vàng môn ủ xu. Trở về nước sau kỳ thi đấu thành công tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia, Bí rất xúc động trước tình cảm của quê hương Quảng Ngãi. Em rất là vui ạ. Rồi có các thầy, các huấn luyện viên đón em rất là hạnh phúc ạ. Em không biết nói gì hơn ạ. Em rất cảm ơn ạ. Em rất là nỗ lực ạ. Trong chung kết gặp chủ nhà em đánh hết khả năng của em ạ. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ngãi đã chúc mừng thành tích và thưởng nóng cho vận động viên Đinh Văn Bí vì đã đạt được huy chương vàng ở SEA Games 32, đem vinh quang về cho Quảng Ngãi nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Xin chúc mừng Đinh Văn Bí và mong em sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện để tiếp tục giành những cái kết quả cao nhất, những huy chương vàng đem về cho Quảng Ngãi. Và cũng xin cảm ơn tất cả các huấn luyện viên đã dạy dỗ rèn luyện em trong thời gian vừa qua. Và anh cũng rất là ghi nhận cái sự nỗ lực của em trong suốt một thời gian dài để em đem lại cái thành tích về cho quê hương Quảng Ngãi. Đinh Văn Bí năm nay 21 tuổi là gương mặt vận động viên trẻ triển vọng của Quảng Ngãi. Trong những năm qua, Bí đã gặt hái nhiều cúp vô địch và huy chương vàng ở các giải đấu quốc gia. Đây là lần đầu tiên Bí tham dự ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Tham gia tranh tài ở môn ủ xu hạng cân 70kg, nội dung đối kháng, Đinh Văn Bí đã giành chiến thắng thuyết phục trước vận động viên chủ nhà Campuchia để giành huy chương vàng. Bí xứng đáng đạt được cái thành tích này. Qua quá trình tập luyện, thì Bí rất là nỗ lực khó khăn, vượt qua nhiều cái khó khăn về cái cơ địa cũng như là về cái sức mạnh. Thế nên là hôm nay em nó đạt được cái thành tích này là hoàn toàn xứng đáng với cái công lao của em bỏ ra. Đinh Văn Bí đã về quê nhà ở xã Thành An, huyện miền núi Minh Long. Đi tập luyện, thi đấu xa nhà liên tục. Chiều nay, Bí đã trở về trong niềm vui của gia đình, bà con, bạn bè. Đinh Văn Bí, vận động viên đồng bào dân tộc Hơ Rê, niềm tự hào của quê hương Minh Long và tỉnh Quảng Ngãi.